Xin chào tất cả mọi người đang xem video nha. Thì clip này mình sẽ nói những điều cần chuẩn bị cho mùa giải Season 2 sắp tới nha. Thì mùa giải nó sẽ đi theo cái huân chương đoàn kỵ sĩ. Như mọi người thấy thì chỉ còn 12 ngày nữa là kết thúc mùa giải. Và sau khi kết thúc mùa giải sẽ có một tuần để tổng kết. Như vậy là chỉ còn 19 ngày nữa thôi là sẽ bắt đầu Season 2. Rồi, thì mọi người nên chuẩn bị những gì? Cùng xem clip nha. Đầu tiên là anh em nào chưa leo tháp lên ranh hồng ngọc thì cố gắng leo lên ranh hồng ngọc, tại vì phần thưởng của nó sẽ là 1.000 viên đá quý, 10 vé mở rương và 10 vé mở rẻ nha, cộng với một cái skin rất là hấp dẫn luôn. Rồi đến điều thứ hai á, ai mà chưa nâng cấp map những cái chỉ số farm AH thần á thì mọi người nên đi farm AH thần kiếm pha lê và nâng cấp cho nó map nha. Tại vì qua mùa mới cái này nó sẽ rất là hữu ích cho mọi người. Và anh em nào đang có ý định farm và tích trữ pha lê hắc thần á thì bỏ ý định đó nha. Tại vì qua mùa mới anh em sẽ không thể mà sử dụng đá ở mùa cũ được nữa. Rồi, vấn đề tiếp theo là mọi người sẽ đem được những thứ gì khi qua mùa mới. Đó là vé mở thẻ, chìa khóa mở rương, đá quý và xu hồi sinh. Đó là bốn món đồ chính mọi người có thể đem qua mùa mới. Còn ngoài ra những thứ còn lại thì mọi người chỉ sử dụng được ở nhân vật trong mùa cũ thôi, không thể đem qua mùa mới được nữa. Rồi, sau đây là một mẹo nhỏ giúp cho anh em có một mùa mới khởi đầu tốt hơn nha. Đó là mọi người bây giờ đi farm đồ đỏ hoặc là đồ vàng, tích trữ thật nhiều ở trong rương, sau đó đem qua mùa mới mọi người phân rã và lấy mảnh nha. Rồi, tiếp theo là anh em có thể đem trang bị của mùa cũ qua mùa mới chơi vẫn được, nhưng mà chỉ số của nó sẽ bị giảm 50%. Những cái chỉ số ở trên đây sẽ bị giảm 50%. Còn những cái chỉ số bút ở phía bên dưới vẫn sẽ giữ nguyên. Nó chỉ bị giảm 50% cái chỉ số ở phía bên trên thôi. Vừa rồi thì mình đã tổng hợp qua những thứ cần thiết cho mùa giải mới nha. Mong là video này sẽ giúp ích được cho anh em. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.